Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem toàn cảnh hoa đào miền Bắc. À, rất đẹp. Hoa bây giờ nó nở rất đẹp các bạn ơi. Đây. Đây là đây là đào bích. Đó. Đào bích đó các bạn. Quá đẹp. Toàn là hoa và hoa. Hoa tươi, hoa đẹp. Thơm quá các bạn ơi. Ôm hoa đào nè. Thơm ơi là thơm. Hoa đẹp. Cánh đồng hoa. Xin chào. Dạ. Ra đây là thích rồi, cánh đồng nhiều hoa đào á. Đấy, hoa đào đẹp chưa? Cảnh mùa xuân ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Đây, hoa đào này là búp này, chưa đang chuẩn bị nở nè các bạn. Wow. Hoa nở rồi, hoa lại tràn. Mùa xuân rồi lại đến. Mấy hai vợ chồng Xuyên á, ra đồng sớm rồi. Xuyên quá. Hôm nay mình trồng được bao nhiêu gốc đào vậy anh Dũng? Dạ. Nay trồng được bao nhiêu gốc đào? Khoảng 200 gốc, mỗi gốc 2 triệu. Dạ. 200 gốc là cuối năm sau mình được 400 triệu. Dạ. Rồi. Cố gắng, cố gắng. Đẹp quá. Đây, cây này 2 triệu đây. Đẹp quá các bạn ơi. Dưới đây vui lắm. Nhiều người trồng đào rất là vui luôn. Đây. Đây là đào đào bích màu này. Thơm. Đây, đào màu đỏ nè. Màu đỏ là đây, màu đỏ đây. Đây hành cũ này bác này. Ờ. À, đây đào của đội tuyển Việt Nam là đào Nhật Tân nè, cái màu đỏ của đội tuyển Việt Nam. Quá đẹp. Ôi, đào bích hay là đào Nhật Tân, đào nào cũng đẹp, cũng thơm. Đào nào cũng có tiền. Đào nào cũng có tiền các bạn ơi. Cảnh quê, cảnh quê. Đấy. Cảnh quê đó. Các bạn thấy cảnh quê không? Đây. Xa xa là ngô nè, mít nè, đào nè. Rồi, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Để mình có động lực để mình đi quay tiếp những cái cảnh đẹp khác. Bye cả nhà, xin chào. Đây, hoa đào rất đẹp các bạn. Đẹp nhất luôn. Đấy, cảnh hoa đào. Mê chưa? Đấy. Hoa đào đẹp chưa? Cái dáng đẹp chưa? Cái này biết bao nhiêu năm rồi.